Chiều nay, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2021. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Theo đánh giá, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên với truyền thống đoàn kết, toàn thể cán bộ công chức người lao động Văn phòng Thành ủy đã phấn đấu hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao, đạt chất lượng và tiến độ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, công tác thông tin, tính chuyên nghiệp trong các bộ phận ngày càng được nâng cao. Năm 2022, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tập trung hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm Thường trực Thành ủy giao, đặc biệt tham mưu sâu triển khai các hoạt động liên quan đến chủ đề năm 2022, năm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai đề án cải cách hành chính trong Đảng.